Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện ngũ hành tôi thiếu em của tác giả Tây Tử Tự. Chương 97, cơ hội tốt nhất. Khi xem video từ đầu, Chu Gia Ngư xác nhận rằng đó là một thí nghiệm trên thân thể, nhưng khi hình ảnh tiếp tục phát, anh lại bắt đầu nghi ngờ về suy đoán của mình. Trong video, cả thầy thuốc và bệnh nhân đều không có thiết bị chuyên nghiệp, ngoại trừ một ống tiêm và một cuốn ghi chú không có dấu hiệu của bất kỳ thí nghiệm nào liên quan. Và những nụ cười ác ý trên khuôn mặt của các bác sĩ làm cho họ cảm thấy họ chỉ đang tận hưởng việc làm đau khổ của bệnh nhân. Con số trên người bệnh liên tục tăng lên, từ 13, 14 đến 15. Khi hình ảnh chuyển sang lần thứ hai, Chu Gia Ngư nhận ra một khuôn mặt quen thuộc Khương Trúc. Anh ta cũng bị trói trong quần áo và ngồi trên một cái ghế, đối diện với những nụ cười gian ác của các bác sĩ. Giúp, giúp tôi. Khương Trúc kêu lên thảm thiết, các bạn muốn làm gì, hãy giúp tôi. Chu Gia Ngư cảm thấy tức giận. Lúc này, Khương Trúc trông trẻ trung, có thể nhận ra rằng anh ta không lớn tuổi. Anh tưởng rằng đây là lúc anh ta mới bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Nhưng những con quỷ này không nhận ra lòng nhân từ, chúng giống như đang tận hưởng việc làm đau khổ của con người, bất kể là thông qua tiếng cười hay hành động, đều phản ánh sự tàn bạo. Khương Trúc bị tra tấn trong một thời gian dài, mặc dù mỗi đoạn video chỉ kéo dài một chút, nhưng có thể thấy sự biến đổi qua từng giai đoạn. Từ tuổi thiếu niên trở thành thanh niên, từ lúc mới bắt đầu kêu lên đau đớn đến lúc trở nên tê liệt. Cuộc đời cứ tiếp diễn, đến khi đến thời điểm đặc biệt. Cuối cùng, một đoạn video được quay bằng điện thoại di động, hình ảnh không ổn định và không ngừng rung, nhưng có thể nghe thấy sự hăng hái trong hơi thở đã đến lúc bắt đầu. Một giọng nói nói như vậy. Hình ảnh mờ dần, Chu Gia Ngư thấy một tòa nhà bốc cháy, kiến trúc đó đúng là bệnh viện nơi họ đang ở. Đám cháy lan rộng, nhưng điểm bắt đầu là tầng 4, vị trí của phòng của giám đốc bệnh viện. Bắt đầu, người kia lại bắt đầu thở hồn hền, hắn nói, ta chờ đợi ngày này quá lâu, không thể chờ đợi được nữa, không thể chờ đợi được nữa. Hình ảnh đột ngột bắt đầu rung lên, người cầm điện thoại di động bắt đầu chạy trốn mục đích của hắn là bệnh viện ở phía trước sân khi hắn đến nơi mọi nơi đều có bệnh nhân phục vụ tâm trạng của mọi người rất hưng phấn đối mặt với đám cháy nhưng không một ai cảm thấy sợ hãi họ ngẩng đầu kích động nhìn lầu bốn có người rít gào có người cười có người thậm chí hò reo đâm đầu vào tường đây là thời điểm của chúng ta giọng của khương trúc vang lên video xoay một cách nhanh chóng Chu Gia Ngư nhìn thấy Khương Trúc đứng giữa đám đông. Anh ta bị trói quần áo và ngồi trên mặt đất, mặt đối diện với những bác sĩ gian ác. Cứu mạng, cứu mạng, anh ta kêu lên, bây giờ là thời gian của chúng ta. Lặp lại vẻ thần kinh, Chu Gia Ngư thấy bệnh nhân đáp trả liên tục, đầy sự phấn khích không lý do. Ngọn lửa càng ngày càng tàn bạo, không khí trở nên đen kịt. Khương Trúc và nhóm của anh ta nhảy múa sung sướng dưới tầng 4, như thể đang đón chào sự hủy hoại. Lửa lan rộng mà không có sự can thiệp từ lực lượng cứu hỏa, nếu tiếp tục như vậy, cả bệnh viện sẽ bị thiêu rụi. Điều kỳ lạ là lửa không lan rộng sang các tầng khác, chỉ tập trung ở tầng 4. Chu Gia Ngư nhớ lại cấu trúc kỳ lạ và màu sắc đen của tường trong phòng của giám đốc, có vẻ như có mối liên kết chặt chẽ với vụ cháy này khi ngọn lửa bắt đầu bùng lên từ cửa sổ chu gia ngư nhìn thấy một người bò ra ngoài anh ta mặc đồ của bác sĩ có vẻ như là bác sĩ của bệnh viện cứu mạng cứu mạng anh ta kêu gào ra cửa sổ bệnh nhân đổ dồn ánh mắt về phía cửa sổ cứu mạng tiếng kêu quen thuộc nhưng lần này lại đến từ một bác sĩ không ai đáp trả bệnh nhân nhìn lên với biểu tình lạnh lùng Ánh mắt của họ hướng về cửa sổ như đang muốn hủy hoại người đó. Cứu mạng. Khi nhận ra phản ứng của bệnh nhân, anh ta hiểu rõ tình hình của mình. Cuối cùng, người đó bỏ qua cầu cứu và bắt đầu bò ra khỏi cửa sổ. Dưới lầu 4 không có cái gì để chống đỡ, chỉ có sàn 11 măng cứng, làm cho quyết định giữa việc rơi chết hoặc bị thiêu cháy trở nên khó khăn hơn. Dù thế nào, hắn vẫn rất sợ ngọn lửa, hắn đưa ra quyết định cuối cùng Mắt nhìn thấy cả ngôi nhà sắp bị ngọn lửa nuốt chửng, hắn ta cắn chặt răng, rồi nhảy mạnh xuống lầu. Độ cao của lầu bốn, đối với người bình thường thì đã đủ để làm mất tính mạng. Huống chi ở dưới đất chỉ có mặt sàn 11 măng cứng, người kia rơi xuống đất chỉ trong nháy mắt. Chu Gia Ngư nhìn thấy hai chân của hắn hiện ra một cách vặn vẹo, và từ cách hắn kêu than thê thảm, có thể thấy rằng chân của hắn đã bị tổn thương nặng. À, 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 à tiếng kêu thê thảm vang lên hắn nằm trên đất mà không thể động đậy tốt nhất là bảo vệ tính mạng sau cơn đau nhức hắn dường như nhẹ nhõm thở phào hai tay cố gắng di chuyển cố gắng bò ra phía trước nhưng sau đó hắn chú ý đến nhóm các bệnh nhân đang nhìn hỏa hoạn và bắt đầu cảm thấy một cảm giác lạnh lùng các người đang nhìn ta làm gì muốn giết tôi à điều đó không thể chấp nhận được cút ngay đi cút ngay nếu nhìn tiếp, tôi sẽ giết chết các người, có vẻ như đau đớn làm cho hắn mất kiểm soát, và hắn thậm chí không chú ý đến những bệnh nhân đang hành xử lạ thường, mà thay vào đó, hắn tiếp tục đe dọa. Khương Trúc tiến dần đến hắn, và ngồi xuống trước mặt hắn. Sử dụng đôi chân, Khương Trúc chậm rãi đâm vào hắn, chuẩn bị để hắn tiết lộ bí mật ra bên ngoài. Người định làm gì vậy, hắn cảm thấy không thoải mái. Lộ ra nào, xương cốt, Khương Trúc nói, và đạp thẳng vào hắn, khiến hắn phải kêu thảm. A a à, a, à, ngươi làm gì vậy? Ngươi đã bị điên à? Hắn cố gắng né tránh, nhưng không có cách nào. Hắn chỉ có thể cố gắng di chuyển bằng hai tay, giống như một con giỏi bị vấy bởi con ong. Đừng sợ, Khương Trúc nói, tôi sẽ chữa lành cho ngươi, nhưng là theo cách chúng ta chữa trị bệnh nhân. Biểu hiện của hắn trở nên cứng đơ, và lúc này, Hắn cuối cùng cũng nhận ra sự thật. Ánh mắt của hắn quét qua toàn bộ tầng 1 của bệnh viện, nhưng không thấy bóng dáng nào của bác sĩ. Hàng trăm bệnh nhân đứng xung quanh hắn, vây kín hắn. Ánh mắt của họ đầy sự lạnh lùng. Các ngươi muốn làm gì với tôi? Tôi là bác sĩ. Hắn cảm thấy sợ hãi và bắt đầu cố gắng lui về sau. "Bác sĩ? Ở đây không có bác sĩ, chỉ có những bệnh nhân." Khương Trúc cười. Và đạp mạnh vào hắn, làm cho hắn phải gào thét Ưm, ừ, chúng ta có thể cố gắng, chữa bệnh, một chút ngày mai Xem thử có ai đó muốn làm bác sĩ trong vài ngày không Ánh mắt kinh hãi của hắn đạt tới đỉnh điểm, nhưng là quá muộn rồi Màn hình đen thui, và hình ảnh kết thúc ở đó Mọi người đều im lặng khi màn hình chuyển sang màu đen Lâm giác hút thuốc, nhìn qua cửa một cái, ta không nhìn lầm Người bên ngoài đó không phải là người vừa nãy bị gãy tay gãy chân ấy chứ? Đúng vậy, Chu Gia Ngư nói, người đó có phải là viện trưởng bệnh viện không? Lâm Giác nói, có 90% khả năng. Thực tế, sau khi họ vừa nhìn thấy người đó, trong lòng họ đã tràn đầy sự đồng tình và phẫn nộ đối với Khương Trúc. Dù sao, một người sống lại biến thành hình dạng đó. Nhưng sau khi xem xong video, tâm trạng của mọi người trở nên phức tạp. Khi nhìn thấy những bệnh nhân vô tội bị giàn vặt, họ đều phải suy nghĩ về kết cục của họ, liệu nó có thích hợp hay không. Trước tiên, chúng ta nên báo cảnh sát. Lâm Giác nói, họ sẽ đến xử lý và chúng ta cũng cần sắp xếp những bệnh nhân này. Tình hình của bệnh viện này không bình thường. Ở đây không có ai là bình thường, có lẽ Khương Trúc cũng chỉ là một người bình thường khi mới đến đây. Nhưng sau khi trải qua nhiều biến cố, Hắn rõ ràng đã không còn bình thường nữa. Chúng ta hãy đi lên núi phía sau nhìn xem. Từ đầu đến giờ, Lâm Trục Thủy vẫn im lặng, nhưng bây giờ anh ta đột nhiên nói, đưa ra một đề xuất kỳ lạ. Chu Gia Ngư nhớ lại rằng phía sau núi là nơi chôn cất người tâm thần của địa phương. Anh ta không biết Lâm Trục Thủy muốn làm gì khi nói về việc đi đến hậu sơn, nhưng nếu anh ta nói vậy, đi xem cũng không có gì là không thể. Vậy nên họ phân công tiểu chỉ cùng từ nhập vọng đảm nhận việc giữ gìn những bệnh nhân trong khi chu gia ngư và lâm giác cùng lâm trục thủy đi lên hậu sơn để xem tình hình hậu sơn cũng vô cùng hoang vu đường lên núi mọc đầy cỏ dại và không ai biết đã bao lâu không có ai từ đây đi qua chu gia ngư đi đầu và anh ta đến đỉnh núi hy vọng sẽ thấy một số bia mộ hoặc một cái gì đó nhưng rõ ràng anh ta đánh giá quá cao tính nhân đạo của bệnh viện tâm thần này vì trên đỉnh núi chỉ có một ít đống đất không có bất kỳ bia mộ nào và mỗi đống đất đều phủ đầy cỏ dại cỏ dại cao tới nửa mét khiến chu gia ngư thậm chí nghi ngờ dưới chân mình có thể là thi thể nhưng chỉ là không thấy thôi gia ngư tiểu chỉ giúp tôi một việc lâm trục thủy nói từ đây hãy đào xuống chu gia ngư nghe xong đáp một tiếng và dặn dò tiểu chỉ người đứng bên cạnh lâm trục thủy đi xuống đào hố tiểu chỉ, như thường lệ, tốt tút ống tay áo, cong lên cái mông và bắt đầu làm việc. Nó thật sự mạnh mẽ, và sau một thời gian ngắn, nó đã đào ra một cái hố lớn. Nhưng khi nó chuẩn bị tiếp tục, Lâm Trục Thủy đột nhiên kêu dừng lại, sau đó lấy một cây gậy từ bên cạnh và đào lên một cái hộp gỗ. Dưới lớp đất, có một hộp gỗ, hộp gỗ đơn giản, như là do một đứa trẻ làm thủ công. Chu Gia Ngư có thể ngửi thấy mùi của thi thể tanh tưởi từ bên trong, mùi này mặc dù không rõ ràng nhưng cực kỳ khó chịu, khiến anh ta không thể nhịn được mà che mũi lại. Thẩm Nhất cùng không vui nói lầm bầm, "Đây là cái gì vậy? Họ đã cắt người thành miếng rồi đem chôn? Nơi này cũng không có nơi hỏa táng loại hình đồ vật, nhỏ như vậy cái hộp, muốn đem người cất vào điều sợ thật chỉ có thẩm nhất cùng nói tới cắt thành miếng mới có thể giải quyết." Lâm Trục Thủy không lên tiếng, dùng cây gậy trong tay trực tiếp xốc lên cái nắp của hộp gỗ. Khi cái nắp được mở ra, Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất Cùng đều ngạc nhiên, bởi trong cái hộp đó, rõ ràng là chất lỏng màu đen mà họ gặp trước đó trong tửu điếm. Chất lỏng bị đặt bên trong hộp không chảy ra từ khe hở, mà ngược lại, có vẻ như do nồng độ quá cao, nên nó bị gắt gao kẹp lại trong hộp. Chất lỏng này quen thuộc với Chu Gia Ngư không chỉ vì đêm đó anh ấy và thẩm nhất cùng đã thấy loại chất lỏng đó trong tủ lạnh mà còn vì nó giống hệt như những gì họ đang thấy ở đây sau núi vật này thực sự là quá kinh khủng khiến mọi người không kiềm chế được việc lùi lại chu gia ngư đưa tay che miệng mũi nhưng anh chú ý đến sự di chuyển chậm chạp bên trong hộp mặc dù tốc độ rất chậm nhưng chắc chắn là có sự di chuyển chất lòng này động đấy chu gia ngư lên tiếng nói phải chăng tôi đã nhìn nhầm lầm giác nhăn mày biểu hiện thực sự không dễ nhìn đây là cái gì vậy chất lỏng màu đen bên trong còn có một chút mảng vỡ xương và da nói rằng đây là người nhưng làm cho không ai có thể tưởng tượng ra cái cách mới lạ đó có thể biến người thành thứ vật liệu như vậy hộp bên cạnh trông giống vậy chu da ngư bóp mũi lại chịu sự tanh tưởi khó chịu nhìn về phía cái hộp bên cạnh lớp đất mỏng manh phủ lên giống như đang che giấu cái gì đó. Lâm Trục Thủy cầm cây gậy, mở nắp của hộp gỗ. Chu Gia Ngư khom lưng lên nhặt cái vật lên và phát hiện ra đó là một chiếc túi nhựa bọc giấy. Anh ta nói, đây là cái gì? Anh ta từ từ mở túi, từng tờ một và nhận ra đây là nhiều loại giấy chứng nhận, một trong số đó là thẻ căn cước, viết tên của một người không quen thuộc. Rõ ràng thẻ căn cước này và chất lỏng màu đen ở dưới đó có mối liên kết. Mà không chỉ có thẻ căn cước, còn có một số giấy chứng nhận quan trọng khác, và giữa chúng, Chu Gia Ngư tìm thấy một mảnh giấy nát. Mảnh giấy này màu vàng, có cảm giác giống như giấy bao 11 măng. Chu Gia Ngư cầm lên, và nhớ lại món quà mà từ Kinh Hòa đã gửi cho anh qua bưu điện. Đây không phải là mảnh giấy bao 11 măng à? Chu Gia Ngư nhìn Lâm Trục Thủy, tiên sinh. Lâm Trục Thủy nhận lấy mảnh giấy trong tay của Chu Gia Ngư và đặt nó gần mũi để ngửi một cái nhẹ, đúng loại. Chu Gia Ngư nhăn mày, anh ta hối tiếc khi không kiểm tra kỹ hơn khi thấy chất lỏng màu đen trong tủ lạnh. Anh ta cảm thấy mình đã bỏ lỡ một dấu hiệu quan trọng. Nhưng Lâm Trục Thủy nói thẳng, hãy tiếp tục đào. Chu Gia Ngư liền dặn dò tiểu chỉ, theo hướng Lâm Trục Thủy chỉ dẫn, họ tiếp tục đào. Sau một Chu Gia Ngư ngay lập tức dặn dò tiểu chỉ theo chỉ dẫn của Lâm Trục Thủy để tiếp tục đào. Một loạt các hố lớn xuất hiện trước mắt mọi người, mỗi hố đều chứa một hộp gỗ màu đen, trong khi hộp bên cạnh lại được bọc bằng plastic và giấy. Trong tài liệu, mỗi phần đều xen kẽ với các mảnh giấy bao 11 măng bị rách. Khi thu thập lại các mảnh vỡ một cách lung tung, Chu Gia Ngư bắt đầu nhớ lại hình ảnh và bắt đầu thử nghiệm để ghép lại các mảnh vỡ ý nghĩ này đột nhiên nảy sinh trong tâm trí anh và không ngờ rằng nó lại thành công sau một hồi cố gắng các mảnh vỡ cuối cùng đã được ghép lại thành một tờ giấy mặc dù chỉ là một nửa tờ giấy mặt trên của tờ giấy được sơn màu đen và có một bức tranh về một hình thù kỳ quái giống như một trận pháp lâm giác cũng không hiểu bức tranh này là gì chu gia ngư đang suy nghĩ về cách giải thích cho lâm trục thủy nhưng bỗng nhiên anh thấy lâm trục thủy đưa tay ra phía mình nơi này lâm trục thủy chỉ vào tờ giấy và nói với chu gia ngư chu gia ngư cảm thấy hồi hộp anh nắm chặt tay của lâm trục thủy và bắt đầu mô tả từng chi tiết của bức tranh cho anh bức tranh chỉ chiếm một nửa tờ giấy và rất phức tạp vì vậy để lâm trục thủy hiểu rõ chu gia ngư đã vẽ mỗi chi tiết một cách cẩn thận khi vẽ xong lâm trục thủy nắm chặt tay của chu gia ngư và nói nhẹ nhàng bức tranh không sai chu gia ngư nói ừm um. nhưng thưa ngài với chỉ một nửa của bức tranh này ta không biết nó được sử dụng cho mục đích gì lâm trục thủy nói đây là lần đầu tiên tôi gặp trận pháp này nhưng nó có một số đặc điểm quen thuộc chu gia ngư nói trận pháp lâm trục thủy lắng nghe một chút trước khi tiếp tục đúng là một trận pháp trung gian chỉ vẽ một nửa của ba chân kim ô Chu Gia Ngư ngay lập tức nhớ lại miếng da trâu góc trên bên phải của bức tranh và tế bát trong đầu anh. Tế bát, Chu Gia Ngư gọi theo tên con hắc điểu nhỏ trong tâm trí của mình, chuyện này là gì vậy? Đó cũng là một loại trận pháp. Tế bát giải thích trận pháp thất bại, được sử dụng để tái sinh con người, nhưng chỉ sử dụng một nửa, nên hiệu quả không cao. Nó nhỏ giọng thêm, cái đó của Khương Trúc là có chủ ý chu gia ngư suy tư anh hiểu ý của tế bát nếu việc tái sinh mạnh dương thiên bằng cách tái sinh từ mạnh thị là chân thành thì việc khương chúc tái sinh các bác sĩ bằng cách chôn họ dưới đất chỉ có chu gia ngư suy tư anh hiểu ý của tế bát nếu nói việc tái sinh mạnh dương thiên từ mạnh thị là một hành động chân thành thì việc khương chúc tái sinh các bác sĩ bằng cách chôn họ dưới đất chỉ có thể là một ý định khác khi một người đã qua đời mọi chuyện cũng kết thúc sự hận thù của hắn đã qua, do đó việc sử dụng một phần của trận pháp để tái sinh họ, biến họ thành những linh hồn không người không quỷ, là một hành động vô lý. Nhưng anh và Khương Trúc có mối quan hệ gì? Và trận pháp đó là gì? Chu gia ngư hỏi. Tế Bát trả lời chậm rãi, tôi không biết, tôi chỉ là một con chim nhỏ thôi. Chu gia ngư nghĩ trong lòng tôi không tin con chim nhỏ tên là Tế Bát. Không biết chú chim nhỏ này đang nghĩ gì nhưng với việc tế bát không muốn tiết lộ sự thật chu gia ngư không có cách nào khi cảnh sát đến họ ngay lập tức chú ý đến những người bị trôn trong các lồng mặc dù đã được thông báo trước qua điện thoại nhưng việc nhìn thấy các nạn nhân được biến thành những linh hồn vô hình vẫn khiến mọi người cảm thấy bất an một số cảnh sát thậm chí phải chạy ra ngoài để nôn mửa sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó mục đích chính của cuộc gặp giữa họ và cảnh sát là trao đổi thông tin Tuy nhiên, thực tế là họ đã nhận được một video từ Khương Trúc, trong đó bác sĩ của bệnh viện này đang thực hiện các hành động không đúng. Cảnh sát được yêu cầu can thiệp và chuyển các bệnh nhân đến một bệnh viện tâm thần khác. Lâm Giác lo lắng về tình trạng sức khỏe của những bệnh nhân này sau khi trải qua những bi kịch và anh đề xuất chi trả phí điều trị cho họ. Hy vọng rằng họ sẽ được chăm sóc tốt tại bệnh viện tâm thần mới và có thể phục hồi và trở lại cuộc sống bình thường. Còn với viện trưởng, sự phức tạp hơn nhiều. Khương Trúc đã không giết hắn, nhưng điều lớn nhất làm hắn cảm thấy áy náy là không thể di chuyển, cũng như không có cách nào để giao tiếp. Hắn e sợ chỉ có cách tự sát mới có thể giải thoát khỏi thống khổ như vậy. Nhưng liệu hắn có đủ dũng khí để kết thúc cuộc sống của mình bằng cách đó, không ai biết được. Khi xem video, mọi người không có sự đồng cảm với viện trưởng. Với nhiều nạn nhân bị tra tấn như vậy trong nhiều năm, hình dạng hiện tại của hắn chỉ được coi là sự báo ứng của quy luật tự nhiên mọi người cuối cùng lên xe quân cảnh rời khỏi bệnh viện tâm thần trên đường về lâm trục thủy thả ra một tờ giấy và bắt đầu đốt nó khi tờ giấy bắt đầu cháy một mùi hắc hôi bốc lên từ nó chu gia ngư chỉ nhận ra sau này rằng lâm trục thủy đã gieo lửa lên khương trúc vụ án tại bệnh viện tâm thần này không thể giấu giếm được Tin tức lan truyền rộng rãi trong xã hội, gây ra nhiều tranh cãi. Chu Gia Ngư mới biết từ tin tức rằng, bệnh viện này đã bị đóng cửa mấy năm trước vì hoạt động phi pháp, nhưng vì một số nguyên nhân, các hồ sơ tư pháp vẫn được bảo lưu lại. Cuối cùng, các bệnh nhân từ bệnh viện bị giải tán và chuyển đến một bệnh viện tâm thần mới, lo ngại rằng họ có thể gặp phải rắc rối khi tập trung ở cùng một nơi. Khi về đến nhà, mọi người quyết định nấu một bữa tối phong phú cho chính mình chu gia ngư hỏi lâm trục thủy muốn ăn gì và anh ta trả lời một cách nghiêm túc cá chiên vàng óng ánh chu gia ngư ai lâm trục thủy giải thích một món cá được dán vàng óng ánh ở cả hai mặt dù câu trả lời này rất bình thường nhưng chu gia ngư bắt đầu cảm thấy tai mình đỏ lên khi nghe anh rời khỏi phòng mặc áo tạp dề và vào nhà bếp ngoài kia lâm giác nhìn lâm trục thủy và nói nhỏ Trục Thủy, liệu bạn có đang đùa giỡn không? Lâm Trục Thủy chỉ nhấc chén trà và không quan tâm đến cô. Lâm Giác tiếp tục, bạn chuẩn bị gì khi bắt đầu ăn? Sau một khoảnh khắc im lặng, Lâm Trục Thủy buông chén trà, thời điểm phù hợp. Lâm Giác thở dài, anh a, à, tôi không biết trước đây tại sao tôi không nhận ra anh lại kiên nhẫn như vậy. Lâm Trục Thủy nhẹ cười, thời cơ tốt nhất chẳng thể bỏ lỡ. Chương 98: Quả trứng đỏ. Sau khi về nhà, mọi người nghỉ ngơi một lúc. Sự cảm nhận của họ về bệnh viện tâm thần vẫn rất nặng nề, dù đã rời khỏi nơi đó nhưng vẫn cảm thấy bị ảnh hưởng. Chu Gia Ngư so sánh sự đáng sợ của quỷ thần với câu nói này, nhận thấy rằng có lý giải đầy đủ hơn. Để động viên tinh thần của mọi người, Chu Gia Ngư đã tổ chức một bữa tiệc lớn trong vài ngày, mọi người rất hài lòng và đã ăn no nê. Tuy nhiên, chỉ sau khi Chu Gia Ngư cho rằng mọi việc về Khương Trúc đã qua đi, anh nhận được cuộc gọi từ Từ Kinh Hòa. Trong cuộc gọi, Từ Kinh Hòa đặt ngay vào vấn đề, hỏi họ đối diện Khương Trúc để làm gì. Chu Gia Ngư nghe thấy ngữ khí mơ hồ của Từ Kinh Hòa, không hiểu ý anh ta là gì. Anh ta nói Khương Trúc đã chạy trốn, nhưng không hiểu hỏi họ đối diện Khương Trúc để làm gì. Từ Kinh Hòa suy nghĩ một chút, sau đó nói, ồ, Tôi cần phải hỏi Lâm Trục Thủy một chút. Chu Gia Ngư, anh ta thực sự không biết Lâm Trục Thủy đối diện Khương Trúc để làm gì, nhưng sau khi tự hỏi một chút, anh ta nhớ lại hình ảnh Lâm Trục Thủy đốt một tờ giấy lúc Khương Trúc bỏ trốn. Nói đến tờ giấy, Từ Kinh Hòa nói, tôi hiểu rồi, Khương Trúc có lẽ đã gặp phải rắc rối. Anh ta nói rằng Khương Trúc thật là gặp rắc rối, nhưng cười mỉm một cách hạnh phúc. Trong giọng nói toát lên mùi vị vui sướng về nỗi đau của người khác. Bây giờ khi nghĩ lại, có vẻ Từ Kinh Hỏa và Khương Trúc có mối quan hệ nào đó. Nếu không, anh ta không sẽ cung cấp thông tin liên quan đến Khương Trúc cho họ để họ tiếp tục săn lùng Khương Trúc. Khi Chu Gia Ngư chuẩn bị hỏi thêm, Từ Kinh Hòa đã treo máy. Anh nhìn điện thoại một lát, trong lòng anh tự hỏi liệu Từ Kinh Hỏa và Mạnh Dương Thiên có liên quan gì đến nhau không liệu họ sẽ tiếp tục gây ra rắc rối hay không vài ngày sau khi mọi người đang ăn trong phòng ăn chu gia ngư ngồi nghiêng đầu vào vai hoàng thử lang đột nhiên nhìn thấy tiểu chỉ đứng dậy và chạy về phía cửa ra mọi người không phản ứng chỉ nhìn theo mắt trống trải của tiểu chỉ chu gia ngư vẫn còn nhai thức ăn trong miệng nhưng nhanh chóng đặt nó xuống và theo sau tiểu chỉ tiểu chỉ chạy thẳng đến cửa chính của sân nắm lấy hàng rào sắt và chui ra ngoài qua khe hở cửa khi chu gia ngư đến anh nhìn thấy tiểu chỉ ôm chặt một cái hộp lớn đặt ở cửa chu gia ngư nói tiểu chỉ ba 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 tiểu chỉ thích cái này tiểu chỉ cười rầm rầm đặt mặt gần hộp và cọ a cọ hai con mèo nhỏ của anh ta đều ngẩng đầu lên tiểu chỉ thích cái này chu gia ngư nhìn vào hộp và cảm thấy cảm giác nặng nề anh ta dùng sức kéo một chút nhưng thấy như là không thể di chuyển được bên trong có cái gì vậy tiểu trì chu gia ngư hỏi thứ tốt là đồ tốt tiểu trì ngước đầu biểu tình cực kỳ hứng khởi nắm tay chu gia ngư và vung vẩy ba ba chúng ta mang cái này về nhà được không lâm giác và nhóm của anh cũng đi ra ngoài nhìn tình huống này và hỏi chu gia ngư rằng trong chiếc dương đó là gì Chu Gia Ngư nói anh cũng không biết, nhưng có lẽ nên mở ra và xem trước, để xem thứ gì khiến tiểu chỉ thích như vậy. Vì vậy, anh và Thẩm Nhất cùng đều đặt vali xuống và hút lực để mở nắp, lộ ra bên trong là những gói đất màu đen bùn. Khi nắp được mở ra, Chu Gia Ngư ngửi thấy một hơi thở của đất, anh nhìn vào bên trong rồi phát hiện một hòm đất màu đen bên trong. Đây là đất. Chu Gia Ngư cầm một ít đất trong tay, cảm nhận được sự mát lạnh mềm mại của đất. Cảm giác này truyền đến cơ thể anh, khiến anh cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Kỳ quái. Lâm Giác quan sát đất kỹ lưỡng, đây là đất trắng, ai mang đến đây? Đất trắng. Sử dụng để làm gì? Chu Gia Ngư hỏi. Lâm Giác nói, từ gia cần loại đất này cho tổ tức. Cô cũng cầm một ít đất trong tay, tôi chỉ nghe về loại đất này qua lời đồn chưa từng thấy thực tế chu gia ngư lập tức nhớ lại từ kinh hỏa tiểu chỉ rất thích loại đất này tự mình nói muốn mang về nhà không muốn sự giúp đỡ của chu gia ngư và nhóm của anh vì vậy mọi người đã nhìn thấy tiểu chỉ một đứa trẻ nhỏ cầm vali lớn gần một mét kéo đi một mình quyết tâm trở về nhà chu gia ngư đứng ở bên cạnh cảm thấy một cảm giác tội lỗi khi thấy một đứa trẻ nhỏ phải làm việc này lâm giác nói Quán Nhi, đừng trêu đùa. Loại đất này rất đắt, một cái vali lớn như vậy với đất như thế này không dành cho bạn và thẩm nhất cùng. Thẩm nhất cùng, bên cạnh, cảm thấy tức giận và nói, tại sao phải đem tôi đến đây? Lâm Giác nói, bởi vì cậu dễ bị ức hiếp. Thẩm nhất cùng. Sau đó, đứng ở bên cạnh, Lâm Giác không mảy may đứng im, nhưng khi thấy nguyên bản bầu trời xanh lạc lại bắt đầu phủ mây đen, cô nhanh chóng khen Tiểu Kim Long một lời, nói rằng anh rất tài năng và có muốn nhận một cái hôn nhẹ không, nhưng không có tiếp tục nói tiếp, yên lặng móc ra cái túi từ người vào đi. Tiểu Kim Long Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất cùng trông hoàng sợ, nghĩ rằng sư bá đã chuẩn bị họ quá đáng, nhưng may mắn họ đã về nhà trước khi cơn mưa chút xuống. Tiểu chỉ kéo cái bùn đất về nhà, Chu Gia Ngư gọi Lâm Trục Thủy đến và kể lại chuyện lâm trục thủy kiểm tra cái bùn đất và xác nhận lời giải thích của lâm giác rằng đó là một cái dương quý giá chứa đất trắng âm tính có khí lạ phi thường chu gia ngư hỏi đất đó có tác dụng gì trước đó từ lão từng cho cậu một cành cây tổ thụ lâm trục thủy nói bây giờ cậu hãy trồng cây vào đất này chu gia ngư lấy ra cây từ người mình mang theo cây rất nhỏ không có dấu vết sự sống anh cẩn thận đặt cây vào đất như vậy ổn chứ? Lâm Trục Thủy nói, tôi không chắc, nhưng đất trong đó là đến nơi. Chu Gia Ngư à một tiếng, sau đó đưa tay để đất phủ đều lên, lo lắng cây có thể mọc không. Tiểu Chỉ rất vui vẻ, vẫy quanh vali, khiến Chu Gia Ngư cảm thấy lo lắng. Anh vỗ vỗ đầu Tiểu Chỉ, cố gắng an ủi nó. Ngày sau, tôi sẽ sắp xếp một trận pháp, đất này sẽ được dùng trong trận pháp đó. Lâm Trục Thủy nói. Cây này có thể phát triển không? Cây thật sự quá nhỏ bé, Chu Gia Ngư nhìn nó với một chút lo lắng. Lâm Trục Thủy lắc đầu, không chắc chắn, chỉ có 3 phần 10 triển vọng nảy mầm. 3 phần 10, quả thật là ít, Chu Gia Ngư vỗ vỗ nhỏ cành cây, trong lòng hết sức mong chờ cây sẽ phát triển. Khi biết về tác dụng của loại đất này, Chu Gia Ngư nghĩ ngay đến từ kinh hỏa. Đúng như dự đoán, buổi tối đó anh nhận được cuộc gọi từ từ kinh hòa xác nhận thông tin và hỏi anh nếu anh có được chiếc dương đó không đất này có phải từ đó không chu gia ngư nghi ngờ và hỏi từ kinh hòa nói anh đừng để ý chỉ cần trồng cây vào đó và sau đó tiểu chỉ có thể hy vọng đồ chơi này sẽ cưới vợ dù đây chỉ là một cuộc trò chuyện hàng ngày không có gì lạ lẫm nhưng chu gia ngư cảm thấy có điều gì đó không đúng với từ kinh hòa anh nói từ kinh hòa anh ở đâu đất này anh đã làm sao có được từ kinh hòa không trả lời chu gia ngư nói này bên kia điện thoại im lặng một lúc làm cho chu gia ngư cảm thấy như họ đã cắt đứt cuộc trò chuyện từ kinh hòa cuối cùng nói chu gia ngư tôi đã làm quá nhiều điều xấu đến lúc trả nợ bạn phải đối xử tốt với tiểu chỉ đó là lời cuối cùng của từ gia đừng bao giờ cố gắng tìm tôi nữa sau khi nói xong, anh ta cúp điện thoại. Chu Gia Ngư nghe thấy tiếng điện thoại tắt, cảm thấy mơ hồ và có chút không an. Anh ta có cảm giác không ổn, nhưng cũng biết rằng một ngày nào đó, anh ta sẽ phải đối mặt với điều đó. Từ kinh hỏa đã tạo ra quá nhiều sự thương vong và cuối cùng, anh ta không thể sống trong sự thanh thản. Kể từ sau sự việc đó, Từ Kinh Hỏa biến mất. Số điện thoại của anh ta đã bị tắt và chu gia ngư không còn nghe tin tức nào liên quan đến anh ta nữa tuy nhiên vào thời điểm này chu gia ngư không biết gì về những gì sẽ xảy ra sau này anh ta lấy điện thoại di động và mặc kệ nó nhìn vào màn hình đã tắt trong lòng bình tĩnh thở dài vào buổi tối của ngày đó chu gia ngư đi ngủ sớm anh cảm thấy thân thể mình có chút không ổn ban đầu anh nghĩ rằng mình chỉ đang ảo giác nhưng sau một thời gian dài nằm trên giường anh cảm thấy thân thể càng ngày càng lạnh anh mới nhận ra rằng điều đó không phải là tưởng tượng tôi tại sao lại lạnh đến thế này tế bát chu gia ngư run rẩy quấn chăn dày hơn lên người tế bát nói lạnh sao lại lạnh chu gia ngư cũng không biết anh đã ở nhà cả ngày không làm gì nhiều chỉ đi lấy cái dương gỗ mà từ kinh hòa gửi có lẽ là do cái dương gỗ chứa đất âm tính kia đang ảnh hưởng đến anh có phải đất âm tính kia không chu gia ngư cảm thấy hơi khó thở quá lạnh nhanh đi gặp lâm trục thủy tế bát cũng hoảng loạn nhanh lên nhanh lên bạn phải nhanh chóng đến hoặc bạn sẽ đóng băng sống chu gia ngư nghe vậy quấn chăn chạy ra ngoài cửa anh thực sự cảm thấy quá lạnh từng bước đi đều run rẩy lúc này đã gần hừng đông mọi người đều đang nghỉ ngơi chu gia ngư quấn chăn bước chậm ra ngoài cửa cố gắng đi nhanh hơn để đến gặp Lâm Trục Thủy anh sợ rằng nếu đi quá chậm, anh sẽ bị đóng băng giữa đường. Thùng thùng, anh gõ cửa Lâm Trục Thủy mạnh mẽ, không còn nhiều sức lực. Cuối cùng, anh không thể kiên nhẫn nữa và ngã lăn xuống cửa. May mắn thay, Lâm Trục Thủy mở cửa nhanh chóng, ra ngư. Tiên sinh, Chu ra ngư phun khí từ miệng ta. Ta lạnh quá, trước mắt anh, mọi thứ biến thành một mảng trắng xóa thậm chí anh cảm thấy mình không thể nhìn rõ được vật thể nào đó lâm trục thủy nhanh chóng đưa tay để bế chu gia ngư lên và ngay lập tức hôn lên môi anh khi đôi môi chạm nhau nhiệt độ từ lâm trục thủy truyền vào cơ thể của chu gia ngư giúp anh cảm thấy ấm hơn cuối cùng cảm giác lạnh lẽo bắt đầu tan đi chu gia ngư mở mắt dường như mơ hồ nhìn thấy những gì xung quanh nhưng anh vẫn biết Lâm Trục Thủy đang ở bên cạnh anh. Anh dùng mình và nói, tiên sinh, ta, ta lạnh quá. Lâm Trục Thủy mỉm cười. Chu Gia Ngư cảm thấy bản thân được bọc trong một tấm chăn ấm áp và cơ thể anh bắt đầu dần dần thư giãn. Lãnh quá, Chu Gia Ngư cố gắng nói, trong hơi thở phát ra một cảm giác oan ức và ngạt ngào, tiên sinh, ta. Ta lạnh quá. Lâm Trục Thủy tự nhiên hỏi, có khá hơn chút không chưa anh trả lời vẫn rất lạnh tiên sinh lâm trục thủy thấp giọng chu gia ngư cảm thấy bản thân được ôm chặt và một cảm giác ấm áp lan tỏa trong cơ thể dường như giữa trời đông giá lạnh anh đã tìm được nguồn nhiệt từ người đó anh cố gắng tiếp tục đến gần hơn lâm trục thủy chu gia ngư vẫn còn hơi thoải mái anh anh ở đây tôi đây lâm trục thủy vẫn âm thanh nhẹ nhàng anh thử xem có phải tốt hơn không chu gia ngư lúc này đã có chút mơ hồ khi cảm nhận được lâm trục thủy sắp đứng dậy anh bất ngờ hoảng loạn và nắm chặt eo hắn không cần đi lâm trục thủy ngưng động tác gia ngư đừng lo tôi sẽ đi lấy dao và cho anh uống một chút máu dù đang mơ màng nhưng khi nghe từ máu chu gia ngư vẫn giữ chặt tiên sinh tôi không muốn uống máu của anh vậy làm sao bây giờ lâm trục thủy nói giọng trầm thấp và vuốt nhẹ lưng của chu gia ngư bằng ngón tay chu gia ngư cũng không biết phải làm gì anh đặt chán vào ngực của lâm trục thủy thở ra một hơi dài và vai anh không ngừng rung động lâm trục thủy cũng không biết phải làm gì anh hôn nhẹ vào tai chu gia ngư cảm giác lạnh lẽo lan tỏa hãy thử một phương pháp khác chu gia ngư mơ hồ không hiểu lâm trục thủy đang nói về phương pháp gì lâm trục thủy không nói gì thêm chậm rãi đặt chu gia ngư nằm ngang trên giường và mở mắt nhìn thấy cặp mắt màu đỏ lửa của lâm trục thủy chu gia ngư trở nên hoảng sợ gia ngư lâm trục thủy gọi giọng trầm hãy kiên nhẫn một chút chu gia ngư đáp ứng nhưng vẫn cảm thấy mình bị mơ hồ anh cảm nhận được lâm trục thủy nằm bên cạnh và ôm chặt anh môi của anh run rẩy bắt đầu cảm nhận được một cảm giác ấm áp dần lan tỏa trong cơ thể nhà chu gia ngư thì thầm cảm thấy cơ thể mình trở nên ấm áp hơn tốt hơn chút chưa lâm trục thủy hỏi chưa anh trả lời vẫn còn lạnh tiên sinh lâm trục thủy đặt ngón tay nhẹ nhàng lướt trên lưng của chu gia ngư chu gia ngư không biết phải làm gì nên đặt chán vào ngực của lâm trục thủy thở ra một hơi dài và vai anh không ngừng rung động. Lâm Trục Thủy cũng không biết phải làm gì, anh hôn nhẹ vào tai Chu Gia Ngư, cảm giác lạnh lẽo lan tỏa, hãy thử một phương pháp khác. Chu Gia Ngư mơ màng, không hiểu Lâm Trục Thủy muốn làm gì. Lâm Trục Thủy không nói một lời nào, chậm rãi đặt Chu Gia Ngư nằm ngang trên giường, anh ta mở mắt một cách từ từ, lộ ra cặp mắt đỏ như lửa, Gia Ngư Chu Gia Ngư nhìn Lâm Trục Thủy một cách ngơ ngác, chỉ gật đầu một cái. Nhẫn nhịn một chút, Lâm Trục Thủy nói như vậy, sau đó cúi người xuống. Lâm Trục Thủy hôn Chu Gia Ngư, từ cái chán đến đầu mũi, rồi đến đôi môi, mỗi chút nhưng cẩn thận, thưởng thức hương vị của anh. Chu Gia Ngư hừ kêu trong giấc mơ, toàn thân lạnh lẽo, chỉ biết nắm chặt người y để sưởi ấm. Môi anh ấy bị che lại, đang truyền đạt một cảm giác nồng nhiệt không ngừng. Nha, Chu Gia Ngư nức nở, cảm giác khoái cảm lạ lẫm lan tỏa từ bên trong cơ thể, khiến cho da thịt anh đỏ lên do cảm giác ấm áp. Lâm Trục Thủy mở mắt, nhìn thấy cảnh tượng đẹp dưới thân mình. Anh thấy Chu Gia Ngư ngẩng đầu lên, cổ trắng nõn, vai đang đỏ bừng do cảm giác kích thích và đôi chân mảnh mai đang đều dần mở ra. Sự cảnh này khiến anh ngạc nhiên. Chu Gia Ngư trông giống như một viên ngọc quý, khi Lâm Trục Thủy từ từ mở ra anh ta, lộ ra làn da mềm mại, đôi chân anh ta chạm nhẹ vào eo của Lâm Trục Thủy, tạo ra âm thanh khóc than đáng yêu, khiến cho Lâm Trục Thủy muốn làm điều đó hơn nữa. Lâm Trục Thủy ấn chặt Chu Gia Ngư vào vòng eo, hôn môi anh ta và từ từ tiến nhập vào thân thể của anh ta. Khó thở, Chu Gia Ngư run rẩy, không kiềm chế được sự muốn tránh né anh ta hoảng sợ khi hiểu rằng điều này đang xảy ra môi sưng tấy của anh mở ra để xin tha không không thể tôi không muốn ngoan ngoãn lâm trục thủy quyết tâm không cho chu gia ngư cơ hội để trốn tránh anh ta ấn chặt thân thể của anh ta hai người cuối cùng cũng hợp nhất a à hát chu gia ngư rơi nước mắt không thể tin được rằng một bộ phận lớn như vậy cuối cùng đã tiến vào thân thể của mình trước khi anh ta kịp phản ứng Lâm Trục Thủy đã bắt đầu hành động. Ô, Chu Gia Ngư cảm nhận được sự va chạm mạnh mẽ, các bộ phận của anh bị ép buộc trong không gian hẹp, khiến anh không thể cưỡng lại việc cuộn tròn trong nỗ lực tránh xa sự xâm phạm. Nhưng người đàn ông ôn hòa trước đó giờ đây lại cường hắc, bắt buộc anh phải thể hiện sự mềm mại nhất của mình. Khi cảm giác đau đớn ban đầu dần biến mất, một loại khoái cảm kỳ diệu bắt đầu lan tỏa từ bên trong Chu Gia Ngư điều này là điều anh chưa bao giờ trải qua và nó càng lớn dần kéo dài và mạnh mẽ hơn ư ừ, ồ oh, chu gia ngư co bóp nhanh chóng điều này cũng khiến lâm trục thủy nhận ra anh ta nắm chặt eo chu gia ngư và tập trung vào một khu vực nhất định đẩy cảm giác cao trào hơn nữa không không được tiên sinh chu gia ngư không kiềm chế được sự khóc lên tay anh đặt trên ngực lâm trục thủy môi run rẩy tôi không thể nữa hành lang bên trong một điểm mẫn cảm nhất bị vô tình mài ép làm cho bộ phận đó trở nên mềm mại và ướt át cảm giác ấm áp và dễ chịu bao quanh cả hành lang làm cho chu gia ngư không thể kiềm chế được cảm giác mãnh liệt của sự khoái cảm khi lần đầu tiên cảm giác đạt đến cao trào thân thể của chu gia ngư không thể ngăn được sự co giật ngón chân của anh cuộn tròn để lại những vết đỏ trên lưng của lâm trục thủy ưm ừ. Chu Gia Ngư thở nặng, cảm nhận được sự chậm trễ trong động tác của Lâm Trục Thủy, nhưng khi anh ta cuối cùng đạt đến khoái cảm, Chu Gia Ngư cảm thấy anh ta lại bắt đầu cường điệu lần thứ hai. A, à, mỗi điểm nhạy cảm trên cơ thể bị kích thích, làm cho Chu Gia Ngư không thể kiềm chế được tiếng khóc. Không biết đã bao lâu, không biết đã trải qua bao nhiêu lần khoái cảm, đến một khoảnh khắc nào đó, Chu Gia Ngư đột ngột cảm thấy bộ phận của mình to lớn hơn và cảm giác nhiệt lưu trào vào cơ thể. A, à, thật nóng, thật nóng, a. À. Nhiệt lượng này khiến cho Chu Gia Ngư cảm thấy như đang bốc lửa, cả người anh run lên. Da thịt anh trở nên hồng hào và anh không thể nói nên lời, chỉ biết rằng đôi môi của anh bị Lâm Trục Thủy hôn và anh không thể từ chối. Khi cảm giác hàn ý bên trong anh tan biến, Chu Gia Ngư cảm thấy cực kỳ thoải mái. Anh cảm nhận được sự ôm ấp từ Lâm Trục Thủy và anh nghe được hơi thở ấm áp của anh ta gần tai mình tiên sinh chu gia ngư gọi một cách ngơ ngác ừm um, lâm trục thủy nói lại một lần nữa chu gia ngư đột nhiên mở to mắt trước khi kịp phản ứng anh đã cảm nhận được lâm trục thủy tiến vào lần thứ hai anh cảm thấy cả người bị đặt ở vị trí cao trào của lâm trục thủy và không phát ra âm thanh gì ngoại trừ những kêu lẩm bẩm không rõ không cơ thể của anh đang ở bên lề rồi. Sẽ không hỏng đâu, nam nhân kia liếm tay anh, chúng ta còn rất nhiều thời gian. Chu Gia Ngư mở to hai mắt, và trong miệng phát ra tiếng khóc ea a à không thể kìm nén được, nhưng anh không thể tự chủ được ôm lấy vai của Lâm Trục Thủy, và bị đẩy vào một làn sóng mới của khoái cảm bên trong. Một ngày sau, Chu Gia Ngư đắm chìm trong trạng thái hỗn loạn. Anh cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một cơn sóng lớn, dẫn dắt theo dòng nước xoay chuyển thân thể và tinh thần anh đều trở nên nhạy cảm với cảm xúc mọi cảm giác hiện ra và tan biến liên tục có tiếng gọi tên anh vang lên xua tan đi cảm giác lạnh lẽo trong cơ thể đem lại cảm giác ấm áp hoảng hốt chu gia ngư nhận ra mình biến thành một con cá đang bơi trong một bức hình phong cảnh dưới nước màu mực của hoa sen lan tỏa xung quanh anh ôm lấy hoa sen và cảm nhận mùi thơm dễ chịu từ những bông hoa Chu Gia Ngư, thanh âm ấm áp của người kia nhấp nhô qua tai anh, làm anh cảm thấy dễ chịu hơn, như trong một giấc mơ êm đềm. Nếu đây là một giấc mơ, anh nguyện lòng đắm chìm trong đó mãi mãi, không bao giờ tỉnh lại. Trên eo, hình xăm trở nên nóng lên. Chu Gia Ngư khóc rất nhiều, cảm nhận một điều gì đó rời khỏi cơ thể anh, mang theo sự lạnh lẽo, đau đớn và một cái gì đó khác nữa. Anh cảm thấy mệt mỏi tột cùng và dần dần lạnh lùng. Anh nhắm mắt lại, hơi thở đều đều, cảm giác như trở về trong lòng mẹ, được bao bọc bởi sự ấm áp. Mọi thứ trở nên yên bình, không còn cảm giác lạnh lẽo nào cả, và Chu Gia Ngư chìm vào giấc ngủ sâu. Chu Gia Ngư tỉnh dậy và ngơ ngác nhìn quanh trong một khoảnh khắc, cảm thấy mình đang nằm trong một không gian hẹp, và khi quay đầu, anh thấy được Lâm Trục Thủy đang ngồi bên cạnh. Anh bất ngờ và hoang mang. Những ký ức từ đêm qua đổ về, và anh chỉ có thể nhớ lại một số hình ảnh mơ hồ. Tế Bát, Chu Gia Ngư cố gắng, chúng ta và tiên sinh. Người đã tỉnh rồi, Tế Bát nói, con của hai người đã đi học rồi. Chu Gia Ngư. Lâm Trục Thủy cũng dần tỉnh lại, nhưng anh vẫn chưa mở mắt. Thay vào đó, anh dùng môi hôn nhẹ lên cằm của Chu Gia Ngư và hỏi, cậu tỉnh rồi. Chu Gia Ngư ừ một cái nhận ra rằng cổ họng của mình khô khát và không thoải mái. "Cậu, cậu có đau không?" Lâm Trục Thủy hỏi nhẹ nhàng. Chu Gia Ngư cảm thấy một loại đau đớn không thể diễn tả được lan rộng trong cơ thể, giống như cảm giác bị mở ra và lắp ráp lại. "Không lạnh." Anh nhẹ nhàng đáp. "Ừm." Um, Lâm Trục Thủy ngồi dậy, tóc đen rối tung trên vai, làn da trắng mịn của anh tỏa sáng dưới ánh sáng nhưng sự chú ý của chu gia ngư lại tập trung vào một điều khác anh nhìn thấy nhiều vết màu đỏ trên cơ thể của lâm trục thủy sau khi tỉnh dậy chu gia ngư yên lặng nhìn xuống ngón tay nhìn thấy những vết máu đã khô trên móng tay của mình anh không nói gì lâm trục thủy hỏi có đói không chu gia ngư đáp không đói anh co mình lại trong chăn cảm giác như một con chim cút yên bình không biết phải làm gì trong tình thế này anh vốn đã tìm kiếm lâm trục thủy với nhiều kỳ vọng nhưng khi thực sự gặp anh chu gia ngư lại không biết phản ứng ra sao dù anh cảm thấy hứng thú với việc này trước đó nhưng khi mọi chuyện diễn ra thật anh vẫn cảm thấy mình có phần lúng túng lâm trục thủy nhìn chu gia ngư với ánh mắt ấm áp cậu không đói à chu gia ngư nhắc một góc miệng không chỉ là tôi cảm thấy tôi cảm thấy anh đẹp quá anh nói nhưng cảm thấy mình đang lầm lỡ. Lâm Trục Thủy cười, cậu cũng rất dễ thương. Anh dừng lại một chút, sau đó nói thêm, "Và cậu rất ngon." Chu Gia Ngư, anh đã bắt đầu nảy sinh ý định tán tỉnh, nhưng khi thân thể của mình trở nên yếu đuối như vậy, mọi ý định đều tan biến. Chu Gia Ngư cảm thấy mình không thể di chuyển nữa, chỉ có thể nằm trên giường và cảm thấy không thoải mái. Anh tôi không thể di chuyển được nữa anh nói mệt mỏi lâm trục thủy nghiêng đầu xin lỗi tối qua anh đã quá đà anh đặt tay lên trán của chu gia ngư cảm thấy khó chịu không chu gia ngư đáp vẫn được anh cảm thấy mình không thoải mái nhưng lâm trục thủy vẫn cố gắng giúp đỡ anh anh thấy mình như một con chim không thể bay vút bị bắt vào một tình thế khó khăn mặc dù chu gia ngư bảo không đói bụng Lâm Trục Thủy cũng chuẩn bị một ít đồ ăn thanh đạm cho cậu. Chu Gia Ngư nằm yên một ngày trước khi có thể đi lại được vào ngày thứ ba. Tuy nhiên, cách anh đi vẫn không ổn định và ai nhìn thấy cũng biết có chuyện gì đó không bình thường. Khi anh quay trở lại, Lâm Giác và những người khác đang ăn cùng nhau ngoài phòng. Họ chào đón anh khi anh quay lại. Lâm Giác hỏi, "Cậu cảm thấy sao? Thân thể đã ổn chưa?" Cô nhận ra điều gì đó kỳ lạ trên khuôn mặt của Chu Gia Ngư và tỏ ra ngạc nhiên, "Các cậu?" Chu Gia Ngư lấy một điếu thuốc và nhấp vào, sau đó gật đầu. Lâm Giác nói, "Chúc mừng, chúc mừng." Những người khác cũng tỏ ra hân hoan và mỉm cười, nhưng Thẩm Nhất Cùng lại không hiểu lý do. Lâm Giác nói, "Thẩm Nhất Cùng, cậu cứ coi như đã hiểu." Thẩm Nhất Cùng vẫn chưa hiểu. Chu Gia Ngư nhớ lại lời nói dối của Thầm Nhất cùng về việc anh không phải là trai tân ở tuổi 14, anh cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười và bóp mép một điếu thuốc. Buổi tối, Lâm Giác đặt một nồi gà hầm canh và gửi cho Chu Gia Ngư, cho rằng anh cần phục hồi sức khỏe. Chu Gia Ngư không thể nói gì, nhưng mặc dù vậy, không khí trong phòng vẫn rất vui vẻ. Lâm Giác đã mua bia và mọi người cứ tưởng chừng như sẽ uống đến say nhưng không. Chu Gia Ngư không uống nhiều vì sức khỏe không tốt, và mọi người cũng ngưng đưa rượu cho anh khi thấy anh không dám tiếp tục uống. Thay vào đó, họ cùng nhau tận hưởng buổi tối vui vẻ. Lâm Trục Thủy cũng tham gia và uống khá nhiều. Anh trắng trẻo như ngọc và môi mỏng của anh lộ ra màu đỏ đẹp mắt. Chu Gia Ngư nhìn anh và cảm thấy hối hận về đêm hôm đó, khi mọi chuyện xảy ra mà anh không nhớ rõ. Lâm Giác rất vui vẻ và mang về mấy két bia, nói rằng không say không về chu gia ngư không uống nhiều vì không khí trong phòng vẫn đang lạnh lẽo và cảm giác đau đớn vẫn còn đọng lại trong cơ thể anh mỗi lần anh cô uống lâm trục thủy lại cứ bưng rượu đến trước mặt anh nhưng khi anh không dám uống nữa mọi người cũng ngưng đưa rượu cho anh tiểu kim long và hoàng thử lang cũng tham gia và tạo ra không khí vui vẻ trong phòng lâm trục thủy cũng uống khá nhiều da trắng như ngọc của anh trông càng đẹp hơn khi anh cười môi mỏng của anh lộ ra màu đỏ tinh tế chu gia ngư ngồi bên cạnh anh lần thứ hai trong lòng hối hận về những gì đã xảy ra đêm hôm đó mà anh không nhớ rõ anh yên lặng nhai đồ ăn mà lâm trục thủy đã gấp cho anh lâm trục thủy lại đến gần và nói chu gia ngư sao cậu không vui vẻ chu gia ngư trả lời a hát tiên sinh tôi vui mà Lâm Trục Thủy nói, thật à? Chu Gia Ngư gật đầu, vâng. Lâm Trục Thủy nhìn thẳng vào mắt Chu Gia Ngư, sau đó nhắm mắt lại, tạo ra một cảm giác chăm chú và gần gũi giữa họ. Anh hơi nhẹ nhàng đưa môi đến gần tai Chu Gia Ngư và nói nhỏ, chỉ hai người họ mới nghe thấy, còn muốn thử một lần nữa, khi anh tỉnh dậy. Trong một nháy mắt, trái tim của Chu Gia Ngư dối bời. Anh mỉm nhẹ và gật đầu đồng ý. Lâm Trục Thủy nắm chặt tay Chu Gia Ngư dưới bàn. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.